song luyện là lối tập luyện giữa hai người về một số đòn thế căn bản nhằm mục đích giúp người luyện võ nhanh tay, lẹ mắt, đánh trúng, né giỏi và tăng cường khả năng chịu lực. Cũng với phương thức một phát triển hình ba, các bài song luyện của Bô Việt Nam được xây dựng trên các đòn phản thế căn bản. Từ phản đòn cơ bản trình độ 1, Bô Việt Nam đã hình thành bài song luyện số 1. Móc trái, thẳng phải, thấp phải, đấm móc phải, khóa nghẹt thở trước, ném, khóa sau vòng gái, đánh triệt ngã, tung người bóp cổ đè, giải, đấm lao phải, ôm ngang, ôm trước không tay, siêu ẩn số 1, đấm hút phải, đá thẳng phải, đấm móc phải, thẳng trái, khóa, tay tốt chân quật người, đấm tự do số 1, đá cạnh phải, đấm móc phải, móc trái, đệm người, quăng, rối, đá tạt phải, đạp phải, đá tạt trái, đá tạt phải, đòn chân số 1. Kết thúc bài.